Xin chào khách hàng xung kiện Peugeot, đặc biệt là những quý khách hàng đang sử dụng chiếc xe Peugeot 2008 2021. Thì trên đây đó chính là bộ nẹp bậc titan. Nẹp bậc thì bao gồm 8 miếng, mỗi cửa 2 miếng, nẹp trên và nẹp bên dưới. Nẹp trên thì là một miếng này. Đây. Gồm miếng nẹp và tem Peugeot 2008. Có tác dụng là bảo vệ và tăng cái tính sang trọng cho chiếc xe. Nẹp đang thiết kế theo xe thì lắp đặt rất là dễ dàng. Đây là hình ảnh cái nẹp bậc ở phía trên. Đây là hình ảnh nẹp bậc ở phía sau. Đấy. Hàng thiết kế theo xe lắp đặt thì dễ dàng và rất là nhanh chóng. Quý khách hàng đặt hàng có thể trực tiếp liên hệ vào shop phụ kiện Peugeot.com hoặc Zalo 093 999 5008. Xin chào.